Chào mọi người, giới thiệu với tất cả mọi người là một số dòng máy Honda, từ máy Honda 100, Honda 110, 125. Mọi người nán lại xem hết video, em sẽ quay video test từng cục có mã số ở trên video và kèm theo số điện thoại. Mọi người có nhu cầu thì chủ động liên hệ cho em. Đấy, tình trạng em sẽ bao đồng người là nổ ngon, êm, không khói, không ngủ. Mọi người có thể nghe và cảm nhận tiếng máy này. Ngon. Cùng máy A732 đều đêm lùn. Tình trạng của máy nổ ngon êm, không khói không ngủ. Máy A581, tình trạng máy nổ ngon, êm, không khói, không ngủ. À, video cuối này thì nó hết xăng, ấy, nó tẹt tẹt thôi. Còn máy cực kỳ ngon nhá. Come on.
A666, máy tình trạng nổ ngon êm, không khói không ngủ, số hoạt động bình thường. Máy Honda 125 mã Q6, tình trạng của máy nổ ngon êm, không khói không ngủ. Ngon đấy. Máy A655, tình trạng máy nổ ngon êm, không khói không ngủ.
Ngon đấy. Cùng máy mã số Q3 Honda 100. Tình trạng khung máy thì bao nổ, bao êm, ngon không khói không ngủ.